8, tăng dồn dập, liên tiếp phá đỉnh cao, mở cửa lúc 8 giờ 30 phút 14 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,45 triệu đồng trên lượng, mua vào, và 41,85 triệu đồng trên lượng, bán ra, giảm 400 đến 450 ngàn đồng ở chiều mua vào so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,25 triệu đồng trên lượng, mua vào, và 41,67 triệu đồng trên lượng, bán ra giảm khoảng 550 đến 600 ngàn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, áp lực bán ra đang tăng mạnh sau khi có thông tin Mỹ có thể giảm các lệnh áp thuế mới lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Theo đó, một số loại thuế sẽ được lùi đến tháng 12 và hai cường quốc đang khởi động lại các cuộc đàm phán trong vài tuần tới. Tới đầu giờ sáng 14 tháng 8, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.500 USD trên ounce. Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.511 USD trên ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 16,9% so với đầu năm 2019. Vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá 41,5 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 200.000 đồng so với vàng trong nước. Giá vàng thế giới tăng dồn rập và chưa thấy đỉnh, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung và bất ổn tại Hong Kong ngày càng bất định, trong khi thế giới đón thêm các cuộc khủng hoảng mới. Vàng tăng chủ yếu do các thị trường chứng khoán tụt giảm mạnh sau khi thế giới chứng kiến hàng loạt những căng thẳng bất ổn từ kinh tế tới chính trị leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới trong hai phiên đầu tuần các cuộc biểu tình tại hong kong đã khiến sân bay đặc khu kinh tế này hủy tất cả các chuyến bay bắc kinh cho rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra tại một thời điểm nghiêm trọng và cam kết siết chặt tội phạm bạo lực bằng nắm đấm sắt trung quốc đã triển khai hàng ngàn cảnh sát và một lượng lớn xe bọc thép di chuyển và tập hợp tại thâm quyến thành phố trung quốc ngay sát với đặc khu hong kong hiện tại giới đầu tư đang dõi theo cuộc họp thường kỳ của cục dự trữ liên bang mivao tuần tới hiện có khoảng 74% cơ hội cho phép cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất trong cuộc họp tháng 9 trên thị trường vàng trong nước. Chốt phiên ngày 13 tháng 8, đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 thêm 500 đến 700 ngàn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Tính tới cuối phiên giao dịch 13 tháng 8, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,90 triệu đồng trên lượng mua vào và 42,45 triệu đồng trên lượng bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 41,85 triệu đồng trên lượng mua vào và 42,22 triệu đồng trên lượng bán ra.